Đây, em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái này gọi là một cái thống sen anh chị, hoặc là một cái án nha các anh chị. Đây, đây rất là đẹp luôn. Cái này là gốm Sài Gòn chuẩn cổ ha các anh chị, tích là sơn thủy thiên hạ Thái Bình, hoặc là người ta gọi nôm na tích tứ văn cũng được các anh chị. Đây các anh chị xem rất là đẹp luôn, màu chàm nó rất là ok luôn. Đây, màu chàm rất là ok, vẽ là kính mặt hết trơn luôn chị, vẽ là toàn bộ nguyên một cái thống này, là vẽ toàn bộ từ trên xuống dưới luôn, tình trạng rất là ok. Đây tích là tứ văn ha các anh chị. Thứ nhất là người chèo đò, đây đây người chèo đò, đây là thả lưới bắt cá. Thứ hai này một người chèo thuyền nữa là các anh chị, rất là nhiều người luôn, cái án sen này rất là nhiều người luôn ha các anh chị. Đây còn bên đây thì là một người gánh củi. Đây các anh chị có thấy một cái đường tóc mờ ở đây không các anh chị, một cái đường tóc mờ, có một đường tóc mờ ha, không thẩm mỹ không gì ha, không bọc không gì cho ha các anh chị, rất là tình trạng nó rất là nhẹ luôn. Một người gánh củi, đây còn một người đang ngồi ở đây làm gì đây, đây các anh chị xem một người đó đây, và một người đang câu cá luôn. Tích này là tích tứ văn thiên hạ Thái Bình ha các anh chị, vẽ sơn thủy đồi núi nè các anh chị, đây vẽ giáp hết trơn ha các anh chị, đây vẽ giáp hết trơn đó. Bức tranh này vẽ rất là đặc sắc, rất là tơ tóc luôn ở trên đây nè các anh chị, kể cả trên cái khớp miệng của nó vẫn vẽ luôn ha, đây trên khớp miệng vẫn vẽ luôn. Đây cái án các anh chị xem phía trong rất là đẹp, đây các anh chị xem đó, có một cái đường tóc như thế này nè các anh chị. Đây các anh chị xem một cái đường tóc rạng ha, đường này đường tóc rạng ha, đây các anh chị xem ở ngoài rất là mờ, và phía dưới là có chân chim hả anh chị, phía dưới là chân chim, ngoài ra không bị gì hết trơn ha, không nói chung là không có thẩm mỹ không gì, tình trạng là lành đẹp 99% các anh chị. Anh đo kích thước chưa? Rồi, chiều cao là 17 cm và đường kính là 22 cm. Đây, các anh chị và cô bác có thích cái án này thì cứ liên hệ ông số điện thoại Zalo 0826 252 052. Đây, em quay cái mặt trước cho các anh chị xem này, có cái đường tóc nè, đó các anh chị thấy không? Cái đường tóc rất là mờ ở đây, không thẩm mỹ không gì cho các anh chị, chuẩn cổ ha các anh chị. Đây, rồi cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm buổi live của em.